Keybook S Pen là một sản phẩm đặc trưng của dòng Note và nhiều người cũng đã thừa nhận rằng mua Galaxy Note cũng chỉ vì Keybook S Pen này để sử dụng cho công việc của họ. Sau mỗi thế hệ thì nút S Pen dần được cải tiến hơn và liệu rằng các bạn đã sử dụng hết chức năng của nó chưa? Sau đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Keybook S Pen này với dòng sản phẩm Samsung Galaxy Note 5 nhé. Thì trên nhiều trang cũng đã nói rất nhiều Keybook S Pen này rồi, thì nó khá khác với lại cái S Pen trên cái dòng nó vốn cũ, thì nó cho phép chúng ta có thể bấm để mở út. Còn cái như dòng nó vốn chúng ta phải dùng móng tay ta kéo ra đó, thì cái này cũng rất là tiện dụng, giống như cái bút bi mình chúng ta bấm vậy đó. Thì một tính năng mà đặc biệt của trên dòng Note 5 này mà mình thấy rất là hay đó là bạn có thể trực tiếp ghi trên nó những cái dòng ghi chú mà không cần phải mở máy, giống như vậy mà chỉ cần thao tác bấm đó. Và các bạn có thể trực tiếp ghi chú bất cứ cái gì, ví dụ như bất chợt các bạn có thể viết một cái số điện thoại của ai đó một cách nhanh chóng, hoặc là viết ý tưởng của mình ngay tại lúc đó để mà tránh đi cái tình trạng của mình quên đi. Thì nên phải ghi ví dụ như một số điện thoại của ai đó đi. Đó thì cũng dễ thôi. Bây giờ các bạn ghi như vậy xong rồi bắt đầu save lại thì nó sẽ save vô trong và tiếp tục. À nhớ nha, các bạn nên đút cái đầu nhọn vào trong đây nha, chứ đừng có đút ngược như vậy. Đút ngược như vậy thì rất là khó lấy ra và gần như không thể, phải tháo cả máy. Còn nếu như mà ai muốn biết cái cách tháo mà lỡ như nó vào trong này thì cứ liên hệ comment ở phía bên dưới, mình sẽ hướng dẫn với các bạn là tại nhà luôn, không phải mất công đi ra ngoài tiệm tốn 500.000 để mà mở máy ra lấy bút nữa. Thì tiếp theo sau đây mình sẽ đi sâu hơn vào những cái tính năng đặc biệt của chiếc bút S Pen này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở máy lên, lúc nãy chúng ta tắt máy, bây giờ ta mở máy sử dụng. Thì bắt đầu là bấm kéo ra thì một cái trạng thái nó sẽ hiện lên gọi là e-comment, tức dịch tiếng Việt là gọi là ứng dụng không chạm đó. Thì ở đây mình có bốn cái tính năng, đó là Action Memo, Smart Select, Rewind, Add Note. Thì ở đây ta có thêm chức năng đó là add thêm cái ứng dụng rồi mình muốn xài, ví dụ mình xài nhiều mình muốn sử dụng cùng lúc với những tính năng này thì mình bấm vô đó. Đó thì ở đây có rất là nhiều ứng dụng mình muốn vô ứng dụng nào cũng được. Ở đây thì mình thích thì như là Facebook đó. Ở đây mình xin là cái camera đi đó. Thì đây tối đa thì nó sẽ cho 6 cái thôi, nếu mà bỏ thêm thì nó không chịu, nó báo không chịu. Thì bây giờ bạn trở lại đó, thì bây giờ nó thêm hai cái ứng dụng Facebook và camera này. Mình cũng khá thích cái này. Còn nếu như lỡ các bạn không thích ứng dụng ở đây nữa thì bạn muốn xóa đi thì rất là đơn giản, các bạn giữ và remove nó thôi. Thì nó sẽ hiện ra một cái chấm mới để lại thêm ứng dụng mới vô. Giờ là Action Memo thì ứng dụng mình khá hay, các bạn có thể tùy chỉnh tùy chọn, ví dụ như là lưu số điện thoại của ai đó một cách nhanh chóng, hoặc là tìm đường, hoặc là bạn search một cái gì đó. Thì trước mắt thì mình thử search một cái dòng sản phẩm Note 5 nha. Thì để mình nó năm rồi mình bấm cái nút trên đây ha, search có thể trên internet đó, ghi nó năm để nó ghi tất cả thông tin rất là tiện ha, tại vì mình đỡ phải bấm đó. Thì tiếp theo ví dụ mình muốn mua số điện thoại của một ai đó, ví dụ như là mình nhân nhanh đi. Đó, các bạn con hoặc là các bạn luôn quan tắt đây, quan tắt luôn của mình cái kia cũng được, luôn bên này từ luôn quan tắt cũng được. Hoặc là bây giờ ví dụ là muốn sờ từng đi, hoặc là muốn đi kiếm cái món đồ ăn, ví dụ như là chú Viên đi, mình thích ăn bánh tráng với chú Viên. Nó tự nhớ được di chuyển,
mà duy nhất những chữ đẹp đẹp thế nên mình chữ xấu quá nên thành ra nó như luôn ra đó. Thì đó là tính năng của Action Memo. Thì tiếp theo mình sẽ cái đây là Smart Select. Thì Smart Select này nó cũng hay lắm, mình sẽ chọn cái vùng ở đó để mình muốn ghi chú chỉ cái vùng đó thôi. Thì ở đây nó có rất cho mình rất nhiều cái lựa chọn. Cho rất nhiều cái lựa chọn đó là ví dụ như các bạn muốn muốn dọc muốn ngang, muốn chọn dọc chọn ngang thì cũng được hả, thì bắt đầu viết gì cho nó cũng được hả. Thì ở đây không phải là các bạn chỉ chọn hình vuông thôi đâu, bạn cũng chọn được cái hình nhiều hình lắm hả. Hoặc là và bạn có thể chọn cho cái hình oval cũng được đó, thì tùy các bạn thôi đó. Okay. Tiếp theo thì mình thích khá thích cái tính năng này, đó là screen right, tức là mình có thể mà chụp cái màn hình theo cái phong cách mà cuộn, tức là sao, tức là mình cho một trong web mình muốn lấy hết toàn bộ đó thì mình thực ra thì mình sẽ demo cho bạn coi. Thì đó, thì ví dụ như trang web này đi, thì bây giờ mình muốn chụp toàn bộ trang web thì sao, đó, muốn chụp toàn bộ web này thì sao, thì nếu bình thường thì mình cứ chụp được như đây thôi, đó, chụp được như đây thôi, thì không thể nào mà chụp được hết cái này nữa. Thì ở đây cũng có hỗ trợ mình cái tính năng mà chụp cuộn, đó, thì nó sẽ cho các bạn chọn những cuộn không đúng đây, ha, cuộn tiếp tục. Nó sẽ chụp, nó kéo xuống, chụp dần dần xuống. Không, cái trang này dài quá. Đó, thì bây giờ bạn sẽ có một cái bức hình mà sẽ cuộn như vậy. Rất hay nha. Ví dụ như các bạn thích, ví dụ như bạn vô Facebook thích cái comment ở đó, muốn coi vô đây cái comment nó nhiều ít, nhưng mà cái vô đây đó chụp hết, bạn có thể chụp hết tất cả cái con mình để đưa cho bạn bè xem, thì chỉnh cũng hay. Thì có một cái phần mềm đó là AdNote, thì ở đây nó sẽ show hết tất cả những cái phần mà note của mình hết nha, để mình dễ tiện quản lý nó tốt hơn thôi. Với chiếc bookmark này, các bạn có thể có một cái tính năng rất là tuyệt vời nữa là có thể ghi chú trực tiếp lên cái file PDF. Thì mình không có tải cái ứng dụng PDF về đây nên mình cũng có show up cho bạn có coi được. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu được, cái này cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể tải một cái chương trình PDF thì các bạn có thể trải nghiệm thôi. Thì có gì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Cho nên là tất cả những cái chia sẻ của mình về chiếc bookmark này, thì các bạn có ý kiến hay là những có những cách nào hay mới thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể cùng nhau chia sẻ những cái ứng dụng hay trên cái chiếc bookmark này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.